Doãn Hưng Audio xin kính chào tất cả các bạn nha. Thông báo các bác thì hôm trước bên em có về là một lô đẩy hai kênh có tên là Audio Phần Lan. Đây là một dòng đẩy mạch LA, mã của nó là TH600. Cái lô này thì hôm trước bên em về với số lượng là được chục chiếc. Lô này thì túc tắc lên đường cho khách. Bây giờ em chỉ còn lại 4 chiếc thôi. Và chiều hôm nay thì cũng sẽ lên đường một chiếc nữa. Như vậy là em chỉ còn có 3 chiếc đẩy này các bác nhé. Nói về dòng đẩy mạch LA thì là một thương hiệu quá nổi tiếng, nó sản xuất theo công nghệ của USA, độc quyền theo công nghệ của USA. Và cái thương hiệu tên Audio Phần Lan này thì các bác cũng đã được biết đến rất nhiều ở những các cái hãng loa, các cái mã loa khác nhau đó. Lô đẩy Audio Phần Lan này bên em về thì tình trạng đẹp gần như mới các bác nha. Mặt mũi của nó thì quá đẹp, đẹp kính con. Chúng ta nhìn cái mặt trước của nó thiết kế theo kiểu phay nhôm rất dày, nhìn cứng cáp sáng sủa. Chiết áp của nó vặn nghe rất thích, chiết áp bi. Là từ cái chiết áp của nó chắc chắn xịn sò, công tắc ở giữa. Tên thương hiệu nó đây. Nói về cái hình thức của nó thì không có điểm chê được các bác nhá. Sườn vách của nó này đẹp như mới và rất là dày dặn chắc chắn. Mạch LA thì các bác nhìn nó quá quen rồi. Con này nó là LA600, mã là TH600 này. Con này thì bao cho các bác đánh 2 cặp full 30 các bác nha. 2 cặp full 30 đánh gia đình thì đánh rất ok. Cái dòng đẩy này thì nọ này Doãn Hưng cũng đã bán thì mấy cục cho khách đánh một cặp súp 50. Con này ngoài đánh 2 cặp loa bao cho các bác đánh một cặp súp đơn 50, tức là mỗi cây một quả. Con này chế độ đánh súp của nó cũng rất là tốt này các bác này. Nó có chế độ gạt sang để chúng ta đánh ở giải tần thấp hơn khi chúng ta sử dụng đánh súp. Con này thì từ cái quạt gió của nó cũng còn khá là zin và mới các bác nha. Độ mới cao đấy. Quay rất êm. Con đẩy này thì các bác nhìn như kiểu nó bị lãng quên, ít sử dụng. Thì ở đây chúng ta nhìn là năm sản xuất của nó là 2014 cơ. Ngày 22 tháng 8 năm 2014. Đến nay là được 10 năm rồi nhưng mà nó đẹp gần như mới các bác nha. Những cái dòng mạch NA hàng chuẩn hàng hãng này chúng ta chơi nhiều năm sau chúng ta mở ra nó vẫn cứ sáng bóng như vậy. Tụ phẳng đét. Chắc chắn anh em. Mạch LA thì không còn xa lạ thì chúng ta nhìn quá quen rồi. Các bác xem cái hệ thống sò thúc, sò bù áp của nó này. Mỗi con được ghép vào một cái hộp tản nhiệt này. Thanh tản nhiệt. Rất chất lượng. Con này thì nó chạy 7 sò tô các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, 7 4 28. 28 sò. Đấy, chưa tính sò thúc, sò bù áp. Đấy, sò bù áp của nó đây, sò thúc của này. Rất khỏe. Mên mạch ở đây là toàn là hệ thống mạch vỉ cấy các bác nhá. Dòng mạch LA này thì độ bền nó rất là cao. Bền và lành, khỏe, chất. Cái này thì cục nguồn của nó cũng khá là khủng. Đấy, cục nguồn. Cục nguồn của nó thì được bọc cả lớp chống nhiễu này. Rất chất lượng anh em nhá. Con này bê cũng khá là nặng. Hệ thống nè đóng của nó này, dây dợ đi rất là gọn gàng và chuẩn chỉnh. Mặt trước của nó này. Con này nó cũng có các cái rắc cắm đường link, rồi rắc la loa bằng lưu trích cọc vặn, có hết các bác nha. Đấy, có chế độ gạt gộp kênh này, link kênh này, rồi đánh riêng biệt site, đầy đủ các chức năng. Con này thì giá của nó sẽ là 4.400.000 các bác nha. Riêng những cái dòng đẩy mạch NA thì không bao giờ có giá rẻ. Các bác cứ để ý. Ví dụ như là những con DK Daranking, MUF, RKB, Estupidur, giá của nó như là những cái dòng LA600 thì giá của nó đã tầm khoảng 5 triệu, dưới 5 triệu một chút. Con này thì mẫu mã của nó nhìn, chúng ta nhìn nó đẹp hơn cả những cái dòng
MUF, MUF nó chỉ là mặt sắt thôi. Đấy, DK đang kinh thì nó cũng mặt nhôm nhưng mà nó lại nhìn nó lại tối tối màu. Đấy, nó không được tươi sáng như thế này. Đấy, rồi một vài mẫu khác như là Estovidua cũng vậy. Nó thường nó không được mặt nhôm đâu. Thường nó chỉ là mặt sắt thôi. Còn thằng này nó là mặt phay nhôm, rất dày và cứng các bác nhá. Giá thành so với một vài cái hãng khác thì giá cũng còn tốt hơn. Đấy, các bác nhá, tốt hơn nhiều. Đấy, so với những cái dòng đẩy mà 600 khác thì LA bao giờ nó cũng đắt hơn. Còn các bác muốn những cái dòng đẩy mà cũng 600W giá rẻ hơn thì các bác có thể liên hệ cho em để chúng ta tìm hiểu sang hãng khác các bác nhá. Ví dụ như Bạc Tí Hào này. Bạc Tí Hào này cũng mã C600, đấy, mặt mũi cũng rất đẹp, rất chất lượng. Đấy, nhưng mà giá của nó chỉ có 3,6 triệu thôi. Các bác có thể sử dụng những con này, giá nó êm hơn, nó rẻ hơn tới được 800.000 đúng không ạ? Còn không thì các bác mua cái dòng mạch LA này, chơi cho nó bền, nó chất, nó khỏe, đẹp, độ mới cao. Đấy, chúng ta tuyển công suất, tuyển đẩy thì chúng ta cũng chỉ cần yêu cầu như vậy thôi. Nhất là nó phải đẹp này. Thứ hai là nó bền bỉ này. Đấy, thứ ba là nó khỏe thì chúng ta chơi chất âm nó ra nó sẽ đều giải, nó chắc tiếng, đánh nó không bị tụt dòng. Đấy, và giá cả cũng rất quan trọng đúng không ạ? Bên kênh Doãn Hưng bán thì bao giờ cũng có giá tốt. Đấy, các bác tuyển những món hàng chất lượng thì các bác sẽ yên tâm sử dụng, không sợ nó bị lỗi. Đấy, những cái dòng hàng bãi này thì bên em luôn có chế độ bảo hành 3 tháng các bác nha, bảo hành 3 tháng. Đấy, lỗi một đổi một trong vòng 1 tuần. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho em. Tình trạng các thứ em báo quay rất kỹ rồi. Cục nào cũng đẹp như thế này các bác nhé, không có cục nào xấu. Bên em thì chuyên nhập hàng chọn hàng tuyển nên các bác yên tâm. Bên em không mấy khi có hàng lỗi hàng xấu đâu, tất cả đều đẹp. Đấy, ngoài ra thì em cũng đang có cả đẩy 4 kênh hàng mới thanh lý này. Đấy, con này hàng mới thanh lý nhá, nguyên đai nguyên hộp này, của thương hiệu của Nhật, tên là Digi AK. Đấy, con này giá nó chỉ có 5 triệu đây. Con này 4,4 triệu, nhưng con 4 kênh đắt hơn một ít, giá 5 triệu. Đấy, anh em có thể tham khảo, chúng ta không thích hai kênh. Các bác muốn đánh 4 kênh để cho nó đa dạng các mẫu loa sub center thì các bác có thể tìm hiểu con 4 kênh. Còn giá cả thì anh em có thể tham khảo trên thị trường. Những cái dòng mạch LA này thì không bao giờ có giá rẻ, Doãn Hưng vẫn chia sẻ và thông báo. Các bác muốn giá rẻ hơn mà nhiều kênh thì các bạn chơi con Digi AK kia. Địa chỉ của Doãn Hưng là Giao Sơn, Giao Thủy, Nam Định. Bên em giao hàng toàn quốc các bác nha. Các bác có thể liên hệ cho em theo hai số điện thoại này. Anh em nhắn tin Zalo, bên em tư vấn gửi hình ảnh. Các bác ở gần có thể đến tận nơi để sưu tầm như mình những mặt hàng ưng ý về chất lượng. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Và chấm tặng Doãn Hưng xin nút like nha. Rất cảm ơn các bác anh em. Hẹn gặp lại mọi người ở clip khác.